cho lên từ từ. Chảy cả nước miếng rồi, đủ. Hello mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì đến mọi người ạ, hôm nay nhá, mình sẽ làm một cái video là vừa vui vẻ này, vừa thú vị này đấy. Thì đã không trôn ai hết và hôm nay mọi người hãy đi theo chân mình. Mình sẽ làm một món gì nhỉ? Mình thì mình rất là thích xoài bao tử dấm ếch. Mình dấm ếch á? Ừ. Dấm ếch là dấm gì? Xoài bao tử dấm ếch ấy. Mọi người rất thích ăn những cái hoa quả mà kiểu nó chưa chua xong rồi dấm chưa chua, chua một món cay cay của ăn mờ lem mọi người ạ. Và hôm nay mình sẽ dự định định làm mua, bây giờ đang mùa mận, mình sẽ mua mận này, mua gốc này và mua xoài xanh và về mình sẽ chế biến một món lá lết vừa mắc nữa nha. Đây mua thịt lợn này. Cô lấy một tạ cháu. Đây trộn ít thịt lợn này vào. No. Mình xay nhá, đấy thì xay nhá. Mình xay rồi bỏ vào xoài. Mình sẽ sợ là không ăn hết ý. Nhưng mà thôi mua hai quả đi, mình nữa mua hai quả thôi. Thôi. Xong rồi tí đi ra lấy thêm mận xong rồi các thứ xong rồi đồ đạc tí về trộn sau đúng không? Đúng rồi. Ok bây giờ chờ đón video trà trộn tất cả mọi thứ với mắm tôm nha anh em nhá. Rửa xong chưa? Đây rồi mọi người ơi, vừa nãy là mình đã đi có chuẩn bị về đấy, mình đã mua mận này thật sự mọi người luôn. Mận tầm này rất rẻ, to luôn, giòn tan luôn. Đây. Đấy, đây là mận trà sẽ không làm đi ăn rồi. Đầu trôn thì sao? Đấy. Lại biết đâu trôn thì sao? Những quả cắp này nó rất là gì rất là luôn. Nhưng mà làm món gì mới sao mua lắm hoa quả ấy? Món gì thì để tí nữa về sau thì mọi người sẽ biết. Còn bây giờ ấy thì mình sẽ phải gọt cỏ và miếng nhỏ một thôi, mình đã xong giai đoạn nào mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Đây thì một bát xoài lại mận xoài cóc lại lạc luộc lại rồi là đường lại rồi là rau anh nữa anh rồi là măng cụt nữa đấy, trộn tất cả một thể loại với mắm tôm mọi người ạ. Nói chung là cái gì nhỉ, hôm nay là mình sẽ làm kiểu như là các cái món chua. Đâu thử một miếng xem nào, đã luộc đông thứ đây anh em ơi, tôi thử miếng mận nha. Mận này mận to, đang mùa mận to ấy. Đây đâu đâu, đây, ngon quá. Đây là sẽ dầm, mình sẽ dầm ra mọi người ạ. Và mình có biết, nhà mình rất thích ăn mận này. Nếu nhá, mình chỉ nè, nếu mà mọi người muốn dầm đồ ăn chua ngon ý, có nó sẽ có hai loại, một canh, có một cái loại như canh hảo hảo mà loại như thế này này, nhưng mà cái này ăn vị nó không ngon bằng cái này đâu mọi người ạ. Gọi này ăn ngon cực mà lại cần cái này. Nói chung không bằng gọi ở trong gói hảo hảo. Đấy, nói chung hảo hảo là cua rồi. Đấy, mình sẽ... Wow, tí hơn cho bỏ cô nữa. Đường nữa. Đây và mình sẽ cho đường. Thế rồi mình làm vị là nó hơi bị chuẩn luôn nha mọi người. Cho ít muối hạt to vào nữa. Ngon lắm, ui dữ, mặn lắm. Đấy. Wow. Ok, mình nghĩ mình nên cho thêm một ít bột canh nữa. Cho bột ngô vào nữa, trộn lên, xong lên thôi mà. Đấy, bột canh mình cho xong cùng. Xong thì mình sẽ bị ướt à? Mạnh tay nữa lên, xong thì xong đĩa ấy. Rồi tí lau. Tao bỏ ra xem nào. Bỏ ra xem đều chưa? Đấy, nó đều như thế này. Thơm lắm mọi người ạ, rất là thơm luôn. Đấy. Và tiếp theo nữa thì là mình sẽ rắc mùa khô lên. Đây là mình sẽ cho cái này. Cho ra nó chắc khẻ. Đây. Thôi chết rồi, mình quên chưa bỏ cóc mọi người ạ. Uầy, giời, thế mà kiểu quên rồi, chưa có cóc, phải có cóc. Ê, chán chuyện. Mọi người chờ mình một xíu, mình đã cóc xong rồi mình sẽ rắc nó khô và mình lắc tiếp cho mọi người khen. Ừ, mọi người ơi, thật sự là ngon lắm luôn đấy mọi người ạ. Mọi người mình mời mọi người nhé, mình sẽ ăn hết, mình chảy hết cả nước dãi rồi. Thì anh em xong thì hạn mà thôi em ăn hết. Chịu, thử cho tôi thử ăn. Tôi thử quả slow motion xem nào. Tay chảy hết bố, chẳng nhìn thấy cái gì. Thế đòi thưởng thức ẩm ẩm thực. Ngon lắm mọi người. Mọi người lên thử quả lên nào. Sớm một sừng xem nào. Tay kia ấy. Bóp một miếng. Cho lên từ từ. Chảy cả nước miếng nó đủ. Mẹ phun hết cả nước miếng ra mồm. Ngon lắm mọi người. Đã ngon này, rẻ đúng không? Đây có những thành phần là cóc này, xoài, ếch này, xoài, nhái này,
mận rồi. Mận là xoài là cóc mà. Làm rất đơn giản thôi mọi người ạ. Mà ăn ngon lắm mọi người ơi. Đấy anh em, nếu mà anh em đang thèm thì anh em không lên xem video này nhá. Anh em ăn đến tôi quay tôi còn tự cháy cả nước miếng nha. Cóc giòn tan mọi người ạ. Quá bắn tới miếng ăn thèm mà đúng không à? Theo như kể cháy đi nào hôm nay sạch cả cái gì quay mấy kiểu mà nó vui 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 v